Ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa bắt quả tang tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Lực lượng chức năng thu giữ 9 con gà, 10 cặp cửa sắt, 1 cân đồng hồ, tạm giữ 16 điện thoại di động, 9 xe máy và gần 70 triệu đồng. Đồng thời tiến hành làm việc với 18 đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm cờ bạc do Hồ Văn Cần, 42 tuổi, cư trú xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho tổ chức. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Hữu Tiến, 27 tuổi, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc về hành vi trộm cắp tài sản. Trần Hữu Tiến đã trộm xe máy của một người đàn ông ngụ ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc khi chiếc xe để bên trong hiên nhà. Sau 23 giờ đồng hồ, Công an xã Mỹ Lộc đã bắt được Tiến khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Mỹ Lộc, đồng thời thu giữ tang vật chiếc xe máy. Ngày 18 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Tây Ninh tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ cờ bạc. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 6, tại một quán cà phê thuộc khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích trường đá gà do đối tượng Chàm Sa Lế, tự Nam Cun, sinh năm 1983, ngụ khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh tổ chức, bắt quả tang 51 đối tượng đang tham gia đá gà độ ăn tiền, thu giữ 115 triệu 270 ngàn đồng, 16 con gà, 1 cân điện tử, 2 cặp cửa bằng kim loại, 39 xe máy, 16 cuộn băng keo, 49 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận. Thông qua các mối quan hệ quen biết, hàng ngày Chàm Sa Lế rủ rê, lôi kéo hàng chục người ở các địa phương như thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đến các địa điểm đã lựa chọn sẵn để tham gia cá cược các trận đá gà cửa sắt. Sau mỗi trận đá gà, chủ gà thắng trận phải đóng tiền sâu 5% trên tổng tiền thắng cược cho Chàm Sa Lế. Ngoài ra, để tránh lực lượng công an truy bắt, trong một ngày, địa điểm tổ chức đá gà được Chàm Sa Lế thay đổi liên tục từ 2 đến 3 điểm, chủ yếu tập trung ở các khu vực có diện tích rộng, xa khu dân cư, giáp tranh giữa thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu. Khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 6, một xe container chở hàng chục tấn viên củi nén đang chạy trên đường DT743, hướng từ ngã tư 550 ra cầu vượt Sóng Thần. Khi đến đối diện Bệnh viện Quân đoàn 4 thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì bất ngờ bốc cháy ở phần cabin. Ngay lập tức tài xế tấp xe vào lề rồi dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cháy lan rộng ra rồi bao trùm cả phần đầu kéo. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều 2 xe nước tới hiện trường và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa sau đó ít phút. Tuy nhiên, phần đầu kéo đã cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến trường hợp chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ việc tại Đắk Lắk, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông NVS, trú tại phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trước đó, Công an quận Tây Hồ đã phát hiện tài khoản Facebook của ông S đã có bình luận với nội dung không đúng sự thực về vụ việc xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Y Tiêu và Y Cà Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. Tại cơ quan công an, ông S đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời cam kết không phát ngôn bình luận những sự việc không được kiểm chứng, không đưa thông tin sai sự thật. Chiều ngày 18 tháng 6, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết đơn vị vừa điều trị thành công cho cháu bé sinh năm 2020, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, bị gãy xương đùi trái do quấn vào cánh quạt tạo oxy dùng trong nuôi tôm. Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 6, trong lúc gia đình đang làm việc ngoài vuông tôm, cháu bé bất ngờ theo ra, sau đó bị quấn vào quạt tạo oxy. Ngay sau đó, cháu bé được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, mạch rõ, đau đùi trái và khóc nhiều. Qua thăm khám, kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bé bị chấn thương phần mềm vùng đầu mặt, gãy kính 1/3 giữa xương đùi trái. Bé được nhập viện phẫu thuật nắn kính dưới màng tăng sáng,
Hiện sức khỏe của cháu bé đã dần hồi phục, vết mổ khô, vận động được chân trái và có thể xuất viện. Ngày 18 tháng 6, nhà máy thủy điện Dam Ri 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng phải dừng phát điện để khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lớn gây ra. Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, máy kè đá ta luy dương đoạn đường vận hành D1 thuộc quản lý của nhà máy thủy điện Dam Ri 1 bị sạt khoảng 40m làm sụt lún, đẩy dịch chuyển đoạn đường trên ra khỏi tim đường phía ta luy âm khoảng 6m. Vụ sạt lở còn làm một trụ điện bị đổ, hệ thống cáp quang bị đứt. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mưa lớn từ tối ngày 17 tháng 6, làm ngấm nước vào đất máy kè đá ta luy gây sạt lở. Còn tại khu vực nội thành thành phố Bảo Lộc, mưa lớn đã khiến khu vực đường Lê Văn Tám, phường 2 bị ngập sâu hơn 1m trong tối ngày 17 tháng 6, đồng thời khiến bờ ta luy phía sau nhà người dân cao khoảng 8m, sạt lở đổ xuống xưởng cán tôn cạnh quốc lộ 20, thuộc thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, làm một người tử vong, một người bị thương. Vụ sạt lở còn uy hiếp khoảng 15 hộ dân sinh sống xung quanh, nên Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục sự cố vụ sạt lở.